Tờ Bloomberg trích dẫn nguồn tin thân cận cho hay, các quan chức cấp cao của Trung Quốc đã gạt đi hàng loạt các hình phạt được đề xuất đối với DD Global do Cơ quan Quản lý An ninh mạng của quốc gia địa trình. Điều này, theo Bloomberg nhận định, sẽ khiến tương lai của gã khổng lồ gọi xe gặp khó khăn, rơi vào tình trạng lấp lửng chưa từng có. Nguồn tin cho hay, Didi đã đàm phán với Cơ quan Quản lý Không gian mạng của Trung Quốc, CAC, về một khoản tiền phạt và các hình phạt khác vào tháng 6 năm ngoái, Cơ quan này đã dự định công bố kết quả của cuộc điều tra đó vào tháng 4, nhưng các quan chức chính phủ trung ương nói với CAC rằng họ không hài lòng với các hình phạt được đề xuất và có yêu cầu sửa đổi. Bên cạnh đó, các quan chức trung ương cho rằng các biện pháp xử lý mà CAC đưa ra là quá khoan dung. Nguồn tin này cho biết thêm, đó cũng là lý do đi đi đình chỉ kế hoạch niêm yết tại Hồng Kông và rằng không chắc khi nào tranh chấp có thể được giải quyết. Kết quả là Didi, từng là công ty khởi nghiệp nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, đã đối mặt với nhiều bất ổn hơn sau khi chuẩn bị rời sàn New York theo lệnh từ Bắc Kinh. Công ty từng có giá trị khoảng 80 tỷ đô la Mỹ và giờ đây họ có nguy cơ phải đối mặt với khả năng cổ phiếu bị giao dịch qua Pink Sheet, dịch vụ niêm yết hàng loạt các cổ phiếu giao dịch thông qua giao dịch OTC. Didi tuần trước cho biết họ đã không nộp đơn để chuyển sang một sàn giao dịch khác. Điều này gây ngạc nhiên cho các nhà đầu tư vốn dự đoán về một quá trình chuyển đổi suôn sẻ hơn. Các cổ đông của Didi bao gồm các tên tuổi từ Fidelity Investment đến BlackRock cho đến nay đã hạn chế bình luận công khai về việc Didi hủy niêm yết. Một trong số họ cho biết rằng công ty Trung Quốc đã thông báo cho một số nhà đầu tư về khả năng rớt hạng của cổ phiếu và ít nhất một trong số họ không hài lòng với diễn biến mới nhất. Một số nhà đầu tư có thể bị buộc phải bán vì nhiệm vụ của họ không cho phép họ nắm giữ cổ phiếu chưa niêm yết. Tập đoàn SoftBank Group của Nhật Bản có thể nắm giữ cổ phiếu chưa niêm yết và đầu tư hơn 12 tỷ đô la Mỹ vào công ty, đã chứng kiến 20% cổ phần của mình giảm từ mức đỉnh khoảng 16 tỷ đô la Mỹ xuống dưới 2 tỷ đô la Mỹ. Đại diện của Didi và CAC đã không trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên. Người phát ngôn của Didi trước đó đã nhắc đến Bloomberg về tuyên bố ngày 16 tháng 4 của họ, trong đó nêu lựa chọn giao dịch trên thị trường Pink Sheet. Sự chậm trễ giải quyết là một trở ngại khác đối với Didi, startup từng đánh bại Uber Technologies trước khi trở thành một trong những mục tiêu lớn nhất của cuộc đàn áp lĩnh vực công nghệ tại Trung Quốc. Vài ngày sau khi IPO trị giá 4,4 tỷ đô la Mỹ tại Mỹ, công ty đã bị đặt dưới một cuộc điều tra an ninh mạng và các dịch vụ của họ đã được đưa ra khỏi các kho ứng dụng trên toàn Trung Quốc. Hiện không rõ những biện pháp phạt mà CAC khuyến nghị là gì. Didi đã khám phá một số giải pháp thay thế, bao gồm cung cấp dữ liệu cho một công ty bên thứ ba của Trung Quốc và bán cổ phần cho các công ty được nhà nước hậu thuẫn. Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc cho biết, trong một tuyên bố sau thông báo vào tuần trước rằng, Didi đã đưa ra quyết định hủy niêm yết dựa trên thị trường và tình hình của chính công ty. Sự không chắc chắn kéo dài xung quanh số phận của Didi đang góp phần tạo ra những câu hỏi dai dẳng về ý định của Bắc Kinh đối với một ngành công nghiệp Internet khổng lồ các cổ đông sẽ bỏ phiếu vào ngày 23 tháng 5 về kế hoạch hủy niêm yết của Didi. Kế hoạch này gần như chắc chắn sẽ thông qua khi các đồng sáng lập Chen Wei và Jin Liu có quyền kiểm soát biểu quyết đa số.